Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota. Trước màn hình của anh chị là Toyota Avanza 2024. Và hiện tại bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 2024, đại lý vừa cho ra một chương trình khuyến mãi mới và nhiều hơn trước. Ở clip trước em có Toàn có báo cho anh chị là tổng trị giá lên đến 25 triệu đồng cho mẫu xe này và áp dụng cho cả hai phiên bản là Toyota Avanza số sàn và cũng như là Toyota Avanza số tự động. Dành cho những quý anh chị tham khảo mẫu xe này đang có dự định mua cuối tháng 3 cũng như là đầu tháng 4 thì quý anh chị hãy xem hết clip của em Toàn để có thể biết được một cái chương trình khuyến mại cũng như là một mức giá lăn bánh mới nhất đang áp dụng cho mẫu xe này để quý anh chị có thể đưa ra quyết định của mình là mua xe ở thời điểm nào là hợp lý nhất. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh sau khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mại mới bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 2024 dành cho quý anh chị tham khảo, xin mời anh chị hãy cùng em Toàn nhìn ngắm lại Toyota Avanza 2024 này lại một lần nữa rồi em Toàn sẽ báo giá lăn bánh chi tiết cho anh chị tham khảo. Xin mời anh chị. Toyota Avanza có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở là 2.750 mm. Mẫu MPV 7 chỗ sử dụng kiểu ga lăng thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn cụm lưới tản nhiệt phía trước và thay bằng một nẹp màu đen với viền chrome và nối liền hai cụm đèn pha. Hai bên cản trước còn có hốc đèn sương mù halogen được thiết kế khá tinh tế. Đèn pha sử dụng bóng led hiện đại với kiểu thiết kế vuốt mảnh sắc sảo. Thân xe cũng được thổi vào luồng khí mới với những chi tiết dập nổi gãy góc hơn, đặc biệt là đường gân dập nổi nối liền cụm đèn pha và đèn hậu, đồng thời đi ngang qua cụm tay nắm cửa tạo nên một sự liền lạc khá đắt giá. Cụm cửa sổ cũng được thiết kế có chủ đích hơn với cửa sổ phụ phía sau nhỏ vuốt xuôi xuống tạo nên sự thanh thoát cho phần thân sau. Xe còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra phần thân xe còn tạo được sức trẻ thông qua cụm la răng đa chấu 16 inch có thiết kế hai tông màu bắt mắt. Đuôi xe cũng đã trở nên thanh thoát và lôi cuốn hơn. Điểm nhấn phải kể đến cụm đèn hậu led khá bắt mắt và hiện đại. Cuối cùng là đuôi lướt gió thể thao trên cao cả hai phiên bản với chiều dài tổng thể đã được tăng lên khá đáng kể. Không gian nội thất có sự thoáng đãng hơn hẳn. Các thay đổi về thiết kế cũng giúp phần nội thất hiện đại hơn. Điểm dễ nhận ra nhất là cụm màn hình thông tin giải trí đã được dời lên cao và dựng đứng trên bảng táp lô. Toyota Avanza 2024 được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đi kèm là hệ thống âm thanh 4 loa. Cụm vô lăng có thiết kế thể thao, 3 chấu, tích hợp điều khiển âm thanh và màn hình đa thông tin. Đồng hồ lái vẫn sử dụng đồng hồ Optitron với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch. Một điểm đáng chú ý là bệ cần số được thiết kế liền khối với cụm điều khiển trung tâm. Điều này giúp tăng kích thước ghế ngồi của hàng ghế phía trước, đồng thời có thêm không gian để đồ. Ghế ngồi của xe được bọc nỉ, ghế người lái có thể chỉnh tay 6 hướng, trong khi ghế hành khách được trang bị chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai bây giờ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tỷ lệ 60-40. Hàng ghế này có thể gập phẳng và trượt lên xuống để tăng, giảm không gian để chân ở hàng ghế thứ ba. Dung tích khoang hành lý vừa đủ dùng cho 7 hành khách với một hành trình 1-2 ngày. Nếu anh chị muốn tăng thể tích khoang hành lý thì có thể gập phẳng hàng ghế thứ ba. Vừa rồi quý anh chị đã cùng em Toàn xem lại một lần nữa những chi tiết có trên Toyota Avanza 2024. Và bây giờ không để anh chị chờ lâu hơn nữa, em sẽ đến với phần báo giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi chi tiết cho anh chị tham khảo ở thời điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 2024. Quý anh chị sẽ được hỗ trợ một gói tiền mặt và một gói trang bị phụ kiện chính hãng với tổng trị giá lên đến 25 triệu đồng. Vậy thì Toyota Avanza 2024 đối với phiên bản số sàn mức giá niêm yết là 558 triệu đồng. Sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi trên, anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 616 triệu đồng. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện, giá lăn bánh chỉ là 597 triệu đồng mà thôi. Còn đối với phiên bản Toyota Avanza số tự động, giá niêm yết là 598 triệu đồng, anh chị sẽ có một mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại với số tiền là 660 triệu đồng. Và nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện với số tiền chỉ là 641 triệu đồng. Nhìn chung thì hiện tại Toyota Avanza 2024 cả hai phiên bản từ ngày 25 tháng 3 này sau khi áp dụng một chương trình khuyến mãi mới, anh chị sẽ có mức giá lăn bánh rất hợp lý ở thời điểm hiện tại, tốt hơn khoảng 2 tuần trước rất nhiều dành cho những anh chị khách hàng nào mà đang muốn mua mẫu Toyota Avanza 2024 này. Có thể nhấc máy lên liên hệ cho em Toàn để được sở hữu một mức giá lăn bánh tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và mức giá lăn bánh trên mà em Toàn đã báo cho anh chị thì đã bao gồm các khoản chi phí bắt buộc cần phải có khi mà quý anh chị lăn bánh xe ở ngoài đường, bao gồm thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Và chưa bao gồm hai khoản chi phí không bắt buộc khác, đó là bảo hiểm thân vỏ và cũng như là chi phí dịch vụ đăng ký biển số hộ đến từ đại lý. Quý anh chị lưu ý giùm em nha, thì hai khoản phí đó là hai khoản phí không bắt buộc cho nên là em Toàn sẽ không cộng vào cho anh chị. Còn đối với hình thức mua xe trả góp,
Nếu mà quý anh chị lựa chọn Toyota Avanza số sàn mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu chỉ từ là 186 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện, chỉ chuẩn bị giúp em với số tiền chỉ từ là 167 triệu đồng. Tạm tính cho quý anh chị là gói vay tài chính Toyota thì mỗi tháng tiền gốc và tiền lãi cho quý anh chị thanh toán mỗi tháng là từ 5 đến 7 triệu đồng cho một tháng. Đối với phiên bản Toyota Avanza số tự động thì quý anh chị nếu ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị trước giúp em với số tiền chỉ từ là 198 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện, chuẩn bị trước giúp em với số tiền chỉ từ là 179 triệu đồng mà thôi. Và số tiền gốc lãi mỗi tháng thanh toán cho ngân hàng, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị với số tiền chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng là quý anh chị có thể thanh toán được số tiền mỗi tháng cho ngân hàng đối với Toyota Avanza số tự động. Về mức lãi suất thì giống như lúc đầu em Toàn có nói cho quý anh chị là ngân hàng tài chính Toyota thì sẽ áp dụng cho quý anh chị lãi suất là cố định thời gian 1 năm đầu tiên với lãi suất mỗi tháng trung bình là 0.62% một tháng. Sau đó thì quý anh chị sẽ có biên độ dao động là 3%. Thì nó tương đương trung bình một năm là tầm khoảng là 11.25% một năm. Còn gói thứ hai thì em Toàn sẽ có một gói hỗ trợ tốt hơn cho anh chị, nhưng yêu cầu quý anh chị phải sau kê lương chứng minh thu nhập của mình. Thì gói này sẽ hỗ trợ cho quý anh chị là cố định thời gian vay 5 năm, lãi suất mỗi tháng đâu đó trung bình là 0.8% một tháng. Và đặc biệt là gói này phải sau kê lương chứng minh thu nhập và cũng như là chỉ cho quý anh chị vay với thời gian tối đa là 5 năm mà thôi. Mọi chi tiết thắc mắc về mức giá lăn bánh hoặc là bản góp chi tiết ngân hàng, về lãi suất, về những điều kiện nào mà quý anh chị có thể áp dụng được gói vay nào, tài chính Toyota hay là gói vay cố định 5 năm, thì hãy nhấc máy lên liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Em Toàn sẽ kết nối Zalo gửi bản giá lăn bánh chi tiết, gửi bản góp chi tiết ngân hàng để có thể tư vấn và có thể cho quý anh chị tham khảo một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Còn bây giờ nếu mà cảm thấy video clip này hay và hữu ích đối với quý anh chị thì hãy ủng hộ em Toàn bằng cách ấn like và đăng ký kênh để theo dõi kênh Nguyễn Toàn Toyota cho những video sắp tới mà em Toàn sẽ làm tiếp về những video cập nhật chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý anh chị về tất cả các mẫu xe Toyota. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.